chương trình Thời sự tối nay, đó là việc ngày hôm nay Hà Nội có hai tuyến phố mới vừa được gắn biển mang tên hai vị vua nhà Mạc là Mạc Thái Tổ và Mạc Thái Tông. Đây là hai trong số 19 tên đường phố mới được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua. Phố Mạc Thái Tổ và phố Mạc Thái Tông là hai con đường song song kéo dài từ ngã ba Giao Cắt với đường Phạm Hùng đến ngã tư Giao Cắt với phố Trung Kính thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội. Mạc Thái Tổ là vị vua sáng lập vương triều Mạc và Mạc Thái Tông là người kế tục sự nghiệp vương triều Mạc. Đây là hai vị vua đã lập nhiều công lao dựng nước và giữ nước cũng như có những đóng góp quan trọng cho tiến trình lịch sử Việt Nam. Ngoài hai tuyến đường này thì trong số các đường phố mới được đặt tên còn có 9 tuyến đường